bây giờ còn ông tít ở dưới kia nữa anh. Tần Quang nó đi một hà một mình đúng một đường. Bên kia nó đi thẳng luôn, trôi chạy bên này bên kia. Đấy, nó vẫn lại quay về đây. Chị đi chéo thôi. Ôi, thằng cái này, thằng trước rồi. Đây là cái ông đi đầu tiên, bắt đầu đây là ông chính. Về nhì của bên này rồi. Đạp cố lên, bây giờ kêu nghe. Bố hết hơi sao?